Võ Thần Chúa Tể Thuyết Minh tập 1902 Nhìn về phía trước Nam Nguyên Thành, ấp Long Đại Thánh Mắt có một màn tham lam lóe lên một cái rồi biến mất. Hắc Long Hội tại Nam Vũ Trụ Hải tổ chức nhiều năm, trong bóng tối giúp đỡ thế lực rất nhiều, nhưng giống như Nam Nguyên Thành như vậy một tòa thành trì, ấp Long Đại Thánh vẫn là vô cùng trong mà thèm. Này Nam Nguyên Thành có vô số huyết thực cùng cường giả, lại có thể đi liên tục không ngừng sản xuất tài nguyên, nếu không phải nam vũ trụ hải các đại thế lực có ước định mấy đại trung lập thành trì thuộc sở hữu, ta hắc long hội nhất định phải đem nam nguyên thành đoạt lại không thể. Ấp long đại thánh ánh mắt băng lãnh, đáng tiếc, này nam nguyên thành cư nhiên bị mặt vân cổ thổ cho chiếm đi. Mặt vân cổ thổ, chính là mặt vân thế gia lão tổ. Tại nam nguyên thành cư dân trong mắt, mặt vân thế gia chính là trời một dạng tồn tại, nhưng ở hắc long hội tam bá chủ ấp long đại thánh trong mắt, này mặt vân cổ thổ tuy mạnh, nhưng còn chưa đủ để dùng quét ngang toàn bộ. Nhưng, vũ trụ hải tự vũ trụ hải quy cũ. Này mặt vân cổ thổ tại thượng cổ thời đại chính là đỉnh phong đại đế tu vi, cùng diệt không đại đế chính là hảo hữu chí giao, nghe đồn hắn năm đó ở minh giới xâm lấn trong một trận đánh bị thương nặng, mấy năm nay một mực không thấy tung tích. Hẳn là liền ẩn cư tại đây Nam Nguyên thành trong, chỉ là chẳng biết đến cùng tu vi thế nào. Ấp Long đại thánh thân hình huyền phụ nam nguyên thành vô tận không trung ở ngoài, một đôi con ngươi màu đỏ ngòm đột nhiên mở ra. Ầm. Ừ. Phía trước nam nguyên thành bầu trời vô tận đại đạo quy tắc lưu chuyển, từng đạo đáng sợ giống như đại đạo lưới khí tức lưu chuyển toàn bộ nam nguyên thành, che khuất bầu trời. Đây là Nam nguyên thành thủ hộ đại trận. Ấp Long đại thánh nhíu mày, tại nam nguyên thành thủ hộ đại trận che đậy dưới hắn lại là không cách nào nhìn thấu này nam nguyên thành thiên cơ khí tức đi vào trước lại nói hô ấp long đại thánh thân hình tiêu tán cũng không có theo cửa thành đi vào mà là lặng yên không một tiếng động ở giữa đã đúng thâm nhập vào này nam nguyên thành trong nam nguyên thành thủ hộ đại trận tuy mạnh nhưng muốn tại không có chút nào phòng bị dưới tình huống giám sát ra như vậy một cái đỉnh phong đại đế cấp cao thủ tự nhiên cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản đi vào nam nguyên thành sau ấp long đại thánh không có trước tiên đi tìm tầng trần mà là trực tiếp biến mất tại trong hư không lúc này nam nguyên thành hạch tâm chi địa một cái nhà nguy nga lầu cát đây là nam nguyên thành một cái gần với vạn cổ các tổ chức buôn bán đa bảo lâu tổng bộ chỗ này đa bảo lâu lai lịch cực thần bí đặc biệt bán ra nam vũ trụ hải trong xuất hiện rất nhiều bảo vật kỳ trân có kinh người con đường tất cả mọi người suy đoán sau lưng chắc chắn có một cái cường đại bối cảnh. Lúc này, đa bảo lâu lầu các tầng cao nhất trong phòng, đa bảo lâu chủ chính ngồi xếp bằng ở kia, nhìn trong tay thuộc hạ trình đi lên báo cáo. Này kỷ nguyên, ta đa bảo lâu tổng cộng vẹn vẹn lợi nhuận hơn 11 triệu để tin, một lần sau một lần ít, trong có một nửa còn muốn trong bóng tối cho những người đó tương đương với chỉ có hơn 500 vạn để tin tiền lời. Nếu như giao lên, tất nhiên sẽ lọt vào tổ chức quở trách nếu tiếp tục cứ tiếp như thế ta đây lâu chủ vị trí sợ cũng muốn làm chấm dứt đa bảo lâu chủ nhìn trong tay báo cáo cảm thụ được nồng đậm áp lực ai cũng không biết đa bảo lâu thật là nam vũ trụ hải cường đại nhất hắc ám tổ chức hắc long hội một cái thủ tiêu tan vật chi địa toàn bộ tại đa bảo lâu bán ra bảo vật đều là hắc long hội tại nam vũ trụ hải rất nhiều thế lực trong cướp đoạt cùng tranh đoạt tới bảo vật làm là mua bán không vốn, Linh Nguyên mua sắm. Nhưng mặc dù là dưới tình huống như vậy, hắn đa bảo lâu tại Nam Nguyên thành một cái kỷ nguyên chiếm được lợi nhuận, dĩ nhiên chỉ có hơn 11 triệu đế tinh, với lại này trong một nửa, còn cần trong bóng tối chia lợi nhuận cho trong tổ chức khác cao tầng. Nộp lên trên tổ chức lợi nhuận, chỉ có hơn 500 vạn, này nên làm thế nào cho phải? Đa bảo lâu chủ xoa xoa mi tâm. Bỗng nhiên. Đa bảo lâu chủ cảm nhận mơ hồ, bên trong cả gian phòng tia sáng như là hư không tiêu thất một dạng, chỉ còn dư lại một vùng tâm tối, trong nháy mắt, đa bảo lâu chủ lại là mất đi vũ trụ hải thiên đạo cảm nhận. Là ai? Đa bảo lâu chủ tâm trong kinh hải, lại có người có thể đi vô thanh vô tức tiến vào hắn đa bảo lâu hạch tâm chi địa, mà không có dẫn tới bất kỳ trận pháp báo động, này cuối cùng là. Ai? Tại đa bảo lâu chủ hoảng sợ ánh mắt, hắn phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, đạo thân ảnh này thân mặt trường bào màu đen, khuôn mặt vô cùng âm lãnh, thấy một đạo thân ảnh này, đa bảo lâu chủ nguyên bản còn muốn chống lại tâm nháy mắt mất đi bất kỳ phản kháng dũng khí, vội vàng quỳ xuống. Xin chào ấp long đại thánh đại nhân. Đa bảo lâu chủ tâm trong hoảng sợ, bởi vì hắn một cái liền nhận ra, người trước mắt, đúng là hắn hát long hội cường giả cao cấp nhất một trong, tại trong tổ chức xếp hạng thứ ba ấp long đại thánh hắn làm sao bỗng nhiên tới đây nam nguyên thành đem nam nguyên thành có liên quan tả khô hội trưởng tình báo đều nói cho ta ầm uhm. một đạo khủng bố ý niệm tại ấp long đại thánh đi ra nháy mắt truyền vào đa bảo lâu chủ trong đầu ù ù ý chí uy ác làm cho đa bảo lâu chủ linh hồn chấn chiến không có sức chống Cù. xem như hắc long hội đỉnh cấp cường giả ấp long đại thánh tuy là tính khí nóng nảy nhưng cực cẩn thận mặc dù có tả khô hội trưởng đưa tin nhưng hắn đương nhiên sẽ không đơn giản tin tưởng bất cứ người nào tin tức mỗi một lần xuất thủ tất nhiên sẽ tỉ mỉ nghiệm chứng tại đây nam nguyên thành động thủ tự nhiên muốn tính trước làm sao vâng đa bảo lâu chủ không dám phản kháng trong khoảnh khắc liền đem có liên quan tả khô hội trưởng toàn bộ tư liệu đều từ đầu chí cuối truyền tới hả thái nhất thánh địa đại giác tinh vực la gia tiểu tỷ Tần Trần lại có một đầu khoa mạc đa thú đi theo, con thú này vừa mới từng đạt được khoa mạc đa thú nhất tộc lão Tổ Tán Dương. Còn từng diệt sát phủ thành chủ thủ lĩnh mông thác, mặt vân thế gia dĩ nhiên không dám động thủ. Rất nhiều tình báo hiện lên ấp long đại thánh não hải, ấp long đại thánh khóe miệng tức khắc phát họa một ít sát ý lạnh như băng, này tả khô hội trưởng quả nhiên có tư tâm, đây là muốn cho ta báo thù cho hắn. Căn cứ đa bảo lâu chủ truyền lại tới toàn bộ tình báo, để ấp long đại thánh nháy mắt hiểu được, này tả khô hội trưởng đây là muốn đưa hắn làm thành đạo tới đến. Đây là muốn cho bản tọa báo thù cho hắn. Ấp long đại thánh khóe miệng vẽ lên trào phúng, tả khô hội trưởng mặc dù là hắn hát long hội quân cờ, nhưng đối mặt một cái đỉnh cấp cường giả, hắn ấp long đại thánh lại không phải là đồ ngốc, tại không có lợi dưới tình huống, há lại sẽ tùy tiện đi đắc tội như vậy một cái cường giả. Căn cứ toàn bộ tình báo đến xem, này diệt không đại đế truyền thừa cũng không phải là tại nơi tầng trần trên thân, ngược lại có thể là tại nơi đại giác tinh vực La Gia trên thân, mà La Gia tiểu tỷ hiện tại lại là tại Nam Nguyên thành thái nhất thánh địa trong. Ấp Long đại thánh hiếp mắt lại. Thái nhất thánh địa tại Nam Nguyên thành vị trí, còn muốn ngự trị tại khô lâu hội trên, là một cái mới cuộc khởi thế lực, lão đại thái nhất thánh chủ ở một cái kỷ nguyên trước đó, nghe đồn mới vừa đột phá hậu kỳ đại đế, là nam nguyên thành một cái mới cuộc khởi cự phách như trời mọc lên ở phương đông nếu việc không đại đế truyền thừa thật tại nơi la na trên thân như vậy vô cùng có khả năng hiện tại cũng đã rơi vào thái nhất thánh địa thái nhất thánh chủ trong tay hừ một cái nho nhỏ thái nhất thánh địa cũng muốn cùng bản tọa cướp đoạt bảo vật ấp long đại thánh cười nhạt bất quá tần trần cũng không có thể trực tiếp bài trừ người này không gian tạo nghệ khác thường Trung kỳ đỉnh phong đại đế cấp cường giả đại đế chi tâm, trong khoảnh khắc thì có khả năng móc ra, đây cũng là có chút giống việc không đại đế thủ đoạn. Trong lòng hơi hơi suy tư, Ấp Long đại thánh rất nhanh làm ra quyết định. Đi trước Thái Nhất Thánh Địa, tìm đến La gia truyền nhân, nếu việc không đại đế truyền thừa không ở Thái Nhất Thánh Địa, lại đi tìm tầng trần. Ấp Long đại thánh làm ra quyết định, sải bước ra, vù vù một tiếng, thân hình hắn cũng đã ẩn vào vùng thế giới này trong Cung Tiễn Ấp Long Đại Thánh. Đa Bảo lâu chủ quỳ rạp dưới đất, run rẩy nói, trong lòng không nhịn được nhỏ khẽ thở vào một cái. Phốc. Thế mà trong lòng hắn đá còn chưa rơi xuống, bỗng nhiên một bàn tay lớn theo trong hư không lộ ra, trực tiếp cắm vào đầu hắn, đưa hắn đại não trong nháy mắt móc ra. Ta. À. Đa Bảo lâu chủ thần sắc hoảng sợ tuyệt vọng, linh hồn liên thông não bị Ấp Long Đại Thánh trực tiếp móc ra, nhét vào trong miệng mình phốc suy phốc suy nhai, não tương bốn phía. Hừ, xem như ta hắc long hội bộ hạ đa bảo lâu lâu chủ, cư nhiên còn dám tham ô ta hắc long hội tài nguyên, không biết sống chết, là nên đổi người khác. Một đạo lạnh lùng thanh âm tại trong hư không quanh quẩn, đem đa bảo lâu chủ thi thể trực tiếp mang đi, sau một khắc, đại điện khôi phục lại bình tĩnh, ai cũng không biết, nơi này vừa mới đã phát sinh toàn bộ, cũng là không biết tại đây Nam Nguyên Thành có uy danh hiển hách đa bảo lâu chủ lại là cũng đã thần hồn câu diệt liền thi thể cũng không có còn lai like. lúc này tần trần trong động phủ trước mặt hắn một ngàn vạn để tinh tại đi qua thời gian dài như vậy cắn nuốt sớm đã biến mất không còn một mảnh chỉ còn dư lại đầy đất mảnh vụn trong cơ thể hắn cùng cuộn đại đế chi khí dũng động rất nhiều quy tắc chi lực giống như mãnh liệt hồng thủy liên tục phi nhanh theo mang theo tần trần đánh thẳng vào cảnh giới cao hơn một cổ mơ hồ hậu kỳ đại đế khí tức, tại tầng trần trên thân như ẩn như hiện, tảng mát ra kinh người khí tức. Cùng lúc đó, thái nhất thánh địa trong. Đùng một tiếng, một cái cả người áo lót da trắng nữ tử bị khả lục một chưởng quất vào đất, ngọc thể ngang dọc, nức nở hoảng sợ nhìn khả lục. Thái nhất thánh địa trưởng lão khả lục chậm rãi đi lên trước, một chân trọng trọng dẫm ở nữ tử lộ ra trên thân thể, ánh mắt băng lãnh mà ưng chí. Ta trước đó đã cảnh cáo ngươi, nhất định phải nhanh theo Lana trong miệng thăm dò ra truyền thừa chỗ, ngươi tự là như vậy ứng phó ta. Khả lục ánh mắt băng lãnh, ẩn chứa vô tận sắc ý, thánh chủ đại nhân cho ta thời gian đã qua, ngươi sẽ đi ngay bây giờ tìm Lana, đêm nay ngươi nếu còn thăm dò không đến việc không đại đế truyền thừa, như vậy, ngươi la gia liền không cần thiết ở trên đời này tồn tại. Bao gồm ngươi, chết đối với ngươi mà nói, chỉ là một loại giải thoát ta liền sẽ bảo ngươi cùng ngươi chất nữ bị ta thái nhất thánh địa tất cả mọi người dày vò đến chết, cút. Kèm theo khả lục quát lạnh, nữ tử xong vội vàng mặc quần áo vào, rời phòng. Rất nhanh, nàng liền tới đến la na gian phòng chỗ. Cô cô. Thấy nữ tử cả người xanh đen thương thế, la na kinh hô. Tại đây thái nhất thánh địa nhiều ngày như vậy, nàng sớm đã hiểu cô cô tình cảnh. Na nhi, là cô cô có lỗi với ngươi. Nữ tử vội vàng xuất ra một khối không gian cổ ngọc. "Nhanh, bóp nát hắn, rời đi nơi này, đi tìm tầng trần." "Cô cô ngươi." Lana khó có thể tin nhìn cô cô. "Cô cô có lỗi với ngươi." Nữ tử vẻ mặt thống khổ, trước đây ngươi và phụ thân ngươi đều cho là cô cô tại đây thái nhất thánh địa sống rất tốt, nhưng các ngươi cũng không biết cô. Cô biểu hiện ra không sai nhưng trải qua cũng là cả người lẫn vật không bằng thời gian. Hiện tại đám kia súc vật sở dĩ lưu ngươi ở nơi này, chính là vì lấy được chúng ta la gia truyền thừa, ta vốn tưởng rằng, ta la gia nếu có thể hiến dân lên truyền thừa, lại mang đến một đời an bình, nhưng bây giờ ta cuối cùng thấy rõ, với đám này xúc vật phẩm tính, một khi na nhi ngươi giao ra truyền thừa, chính là ta la gia toàn tộc hủy diệt này. Ta có thể chết, nhưng ta không có thể vì bản thân tư dục, hại ngươi cùng ta la gia toàn tộc nữ tử khóc ròng ròng đem không gian cổ ngọc nhét vào la na trong tay thật xin lỗi na nhi là cô cô hại ngươi dẫn ngươi đi vào cái này ma quật ngươi hôm nay đã bị giám thị căn bản không có rời khỏi nơi đây này cổ ngọc chính là cô cô nhiều năm như vậy tiêu hao toàn bộ tích xúc vừa muốn cách làm được đến một khối thượng cổ không gian phù ngọc ngươi chỉ cần bóc nát này cổ ngọc lại bị ngẫu nhiên truyền tống ra ngoài rời khỏi này thái nhất thánh địa trụ sở có thể trốn ra nơi đây không hề đại biểu ngươi liền an toàn ngươi đi tìm tần trần chính là dẫn ngươi tới nam nguyên thành tần trần nếu như hắn nguyện ý giúp ngươi ngươi mới có một chút hy vọng sống nhanh nữ tử lo lắng nói tần trần la na ngơ ngẩn trên thực tế mấy ngày này nàng tuy là bị giam lỏng tại gian phòng của mình trong nhưng nàng tâm tư thật có chút thông tuệ đã sớm đối cô cô tình cảnh có điều suy đoán nhưng nàng không nghĩ tới cô cô sẽ để cho bản thân đi tìm tần trần. Đúng. Nữ tử gật đầu, cấp thiết nhìn La Na, người này thực lực vượt xa ngươi tưởng tượng, ngay cả thành chủ phủ cùng thiên ngoại lâu còn không sợ, chỉ có hắn mới có thể tại đây cường giả như mây nam nguyên thành trong che chở ngươi, không sợ thái nhất thánh địa áp lực. Với lại người từng cùng cô cô nói qua, người này biết trên người ngươi có vô không thần. Thụ phiến lá, nhưng lại căn bản không có trói buộc ngươi, ngược lại là đưa ngươi giao cho ta sở dĩ này lớn như thế nam nguyên thành ngươi duy nhất có thể đi thử tín nhiệm chỉ có hắn đều tại ta đều do cô cô trước đó không rõ ràng lắm tần trần thực lực bảo ngươi đi vào nơi nguy hiểm nhưng hiện tại ly khai còn kịp nhanh đi dứt lời nữ tử không đợi la na nói thêm gì nữa cũng đã thôi động la na trong tay không gian cổ ngọc cô cô ngươi theo ta cùng đi Lana kéo tay cô gái, vội vàng nói. Nữ tử dùng sức tránh thoát, khóe mắt có nước mắt tung bay rơi, mất mắt nhìn Lana, khổ sở nói, cô cô cũng đã đi không nổi, này cái không gian cổ ngọc chỉ có thể mang một người rời khỏi, ngươi truyền thừa tổ tiên không gian thể chất, mới có cơ hội chạy trốn, ta. Không có hy vọng. Na Nhi, sống tiếp, nhất định phải sống tiếp. Nữ tử mặt bên rưng rưng, vừa nhìn Lana cả người bị một đạo vô hình bạch quang bao phủ, vù vù một tiếng, một đạo vô hình không gian ba động lướt qua, Lana cũng đã không thấy thân ảnh. tại Lana biến mất nháy mắt, ngoài trong một cái đại điện, khả lục vẻ mặt bỗng dưng nhất biến không gian ba động, chuyện gì xảy ra? Bá thân hình hắn bỗng nhiên biến mất, thẳng đến Lana chỗ gian phòng. khi nhìn đến rỗng kết gian phòng, chỉ còn dư lại nữ tử một người thời điểm. Khả lục giận tím mặt, một trưởng đem nữ tử tại chỗ quất bay đi ra ngoài, té ngã trên đất, miệng phun tiên huyết. Ngươi tiện nhân kia, la na người đây. Đi đâu? Khả lục cảm nhận căn phòng một chút, cảm thụ được nơi đây không gian ba động sau, vẻ mặt bỗng dưng nhất biến. Ha ha ha! Nữ tử cười rộ lên, diện mục nanh ác, ta đã đem nàng đưa đi, ta la da đồ đạc, ngươi mơ tưởng được. Tiện nhân! Khả lục một cước dẫm ở nữ tử ngực, đem nàng xương ngực nháy mắt đạp gãy bảy, tám cây, người đâu, đưa nàng trói lại, trở về nửa thu thập ngươi. Giọng nói rơi xuống, khả lục bất chấp hắn, thân hình thoát một cái, chợt lao ra khỏi phòng. Một khi để thánh chủ biết mình đem sự tình thất bại, nhất định sẽ phá bản thân gia. Nhất định phải bắt được nàng. Thái nhất thánh địa ngoài trụ sở. Một góc nào đó. Một đạo không gian ba động lóe lên, Úc thông một tiếng, một đạo nhân ảnh ngã xuống khỏi đến, chính là Lana, nàng một cái trở mình, vội vàng ổn định thân hình. "Ta, à, đi ra." Nhìn phía sau vô cùng to lớn thái nhất thánh địa trụ sở, Lana một cái run rẩy, ở trong mắt người khác vô cùng ánh sáng thái nhất thánh địa, tại hôm nay trong mắt nàng lại giống như ma quật một dạng để cho người ta sợ. "Gì?" Lana trong tay xuất ra một cái ngọc giản, lại là cô cô nàng trước khi đi kính đáo đưa cho nàng. Trong ghi chép rất nhiều có liên quan thái nhất thánh địa chứng cứ phạm tội, mấu chốt nhất là trong có tầng Trần Động phủ vị trí. Chi nguyên giáp khu vực 6 số 199 động phủ là tầng Trần đại nhân động phủ chỗ. Lana vội vàng hóa thành một vệt sáng, không để ý tới xông về tầng Trần động phủ vị trí chỗ. Mà ở Lana chạy trốn sau khoảng khắc. Vù vù. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này. Ban nãy không gian ba động ở chỗ này biến mất, nhất định là Lana. Khả lục đồng tử kinh sợ. Việc không đại đế truyền thừa quá là quan trọng, sở dĩ khả lục đi vẫn là để thê tử mình theo Lana trong tay lừa gạt trở về cách làm, cái này vốn là là ổn thỏa nhất cách làm, nhưng chuyện bây giờ làm hư hại, toàn bộ liền đều không có ý nghĩa. Lana tại đây nam nguyên thành, căn bản không biết người nào, tiện nhân kia ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, nhất định sau khi nghỉ xong đường. Nếu để cho Lana chạy ra Nam Nguyên thành, khẳng định tránh không khỏi ta thái nhất thánh địa lùng bắt, nàng sẽ đi chỗ nào đây?" Khả Lục Não Hải nhanh chóng suy tư, dùng hắn thông tuệ, trong nháy mắt liền nghĩ đến một cái khả năng. Chẳng lẽ nói, Khả Lục trong con ngươi bộc lộ ra ngoài một tia kinh nộ. Tần Trần, Lana tại đây Nam Nguyên thành chỉ nhận thức Tần Trần một người, nếu như nàng đi tìm kia gia hỏa? Khả Lục khuôn mặt hoảng sợ lana một khi rơi vào tầng trần trong tay hắn thái nhất thánh địa còn nghĩ muốn trở về sợ là liền khó mấu chốt là diệt không đại đế truyền thừa nhất định phải đoạt về ầm uhm. khả lục thân hình nháy mắt bay đi đến mức tận cùng bạo lướt hướng tầng trần động phủ chỗ ngăn lại nàng nhất định phải tại nàng nhìn thấy tầng trần trước đó ngăn lại nàng tại khả lục cùng lana đều nhất tề lướt về tầng trần động phủ lúc thái nhất thánh địa bên ngoài. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở đây, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa thái nhất thánh địa. Người này rõ ràng đứng tại thái nhất thánh địa cổng, nhưng người đi đường, cùng với thái nhất thánh địa cổng hộ vệ, lại là nhìn như không thấy, tự như trước mặt căn bản không có một người như thế đồng dạng. Thái nhất thánh địa Một đạo thân ảnh này người mặc áo choàng, trong miệng thì thào lên tiếng, khóe miệng vẽ lên một ít xem thường cùng vẽ trào phúng người này chính là Hắc Long hội ấp Long đại thánh. Việc không đại đế truyền thừa, trân quý bực nào, há có thể bị một cái như vậy rác rưởi thế lực lấy được. Ấp Long đại thánh cười nhạo một tiếng, sải bước ra, cũng đã tiến vào thái nhất thánh địa trụ sở trong cuối cùng, đều chưa từng bị người thấy cùng phát giác. Thái nhất thánh địa bên trong, ở vào tối hạch tâm trong động phủ. Khả lục người này, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, cư nhiên để la na trốn thoát một phế vật thái nhất thánh địa thánh chủ chính là một tên trên đầu có ba cây sừng nhọn lão giả một đôi đồng tử lại là ám tử sắc mang theo yếu ớt hàng quan ta tử cực thần công đi qua nhiều năm khổ tu cuối cùng đại thành tuy là còn chưa từng lấy được diệt không đại đế truyền thừa nhưng ta thái nhất thánh địa tại đây nam nguyên thành ẩn nút nhiều năm như vậy cũng nên lộ ra một chút tài giỏi vừa vặn để này nam nguyên thành biết ta ma thiên nhất tộc y nguyên còn sừng sững tại đây nam vũ trụ hải ầm um. lão giả đứng lên ý khí phấn phát qua nhiều năm như vậy thái nhất thánh địa tại nam nguyên thành tuy là rất có danh tiếng nhưng vẫn không từng có qua quá nhiều tranh đấu rất nhiều người cũng đã quên mất hắn ma thiên nhất tộc cường đại hiện nay đến hậu kỳ đại đế cảnh giới hai người kết hợp mặc dù là thiên ngoại lâu chủ bực này nam nguyên thành đỉnh cấp thế lực chủ nhân hắn cũng dám có lực đánh một trận hắn tử cực thần công đại thành đồng thời hắn cũng đã trong bóng tối đột phá ẩn núp mấy kỷ nguyên lão giả lúc này trong nội tâm dũng động vô tận nhiệt huyết bỗng nhiên vù vù một đạo vô hình huyết sắc khí tức nháy mắt xông vào này tòa hạch tâm trong động phủ hạch tâm động phủ một mực vận chuyển trận pháp trong chớp mắt liền bị xé rách xuyên thấu mỏng manh giống như một tờ giấy trắng một dạng ai Tử đồng lão giả ma thiên ly sắc mặt đại biến, một cổ khủng bố ba động dùng hắn làm trung tâm bạo phát, chói mắt ánh sáng màu tím trực tiếp lan ra hướng một đạo huyết sắc khí tức. Quanh một tiếng, một đạo nặng nề tiếng nổ vang lên, tử đồng lão giả ma thiên ly nháy mắt hoảng sợ phát hiện, công kích mình dĩ nhiên hoàn toàn không cách nào phá hủy huyết sắc này khí tức, ngược lại huyết sắc này khí tức nháy mắt tràn ngập ra, bao phủ lại toàn bộ thái nhất thánh địa trụ sở, đem vùng thế giới này ngăn cách thành một cái không gian độc lập hư thiên pháp địa, ta thái nhất thánh địa trụ sở đều bị bao phủ lại, cùng ngoại giới hoàng. Toàn ngăn cách, đây là thần thông gì? Ma thiên ly biết không hay, nháy mắt hiển hiện. Khổng lồ chân thân, đó là một đầu có gai nhọn sinh vật khủng bố, trên người có tám cái đại thủ, giống như tám cánh tay ma thần. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra cái gì? Là thánh chủ bản thể ma thiên pháp thân trụ sở bên trong rất nhiều thái nhất thánh địa các cường giả thấy ma thiên ly nguy nga chân thân, đều có chút hốt hoảng. Không nghĩ tới ngươi lại là ma thiên nhất tộc tiểu tử, còn giấu một chút thủ đoạn. Lạnh lùng thanh âm tại vùng thế giới này ở giữa quanh quẩn, đáng tiếc tại trước mặt bổn tọa, không đáng giá nhắc tới. Rầm rầm rầm. Một cái cực lớn thủ trưởng nháy mắt xuyên thấu hư không, đi thẳng tới ma thiên ly trước mặt. Ma thiên ly vội vàng nói, chẳng biết tiền bối người nào, tại sao tới ta thái nhất thánh địa, xin thỉnh dừng tay, hết thảy đều dễ nói. Ma thiên ly vạn phần hoảng sợ, mặt bên thi triển tử cực thần công, bản thể ở trên tám cánh tay điên cùng tăng vọt, cố gắng ngăn cản này một bàn tay lớn, đồng thời lui lại muốn trốn khỏi nơi đây. Chỉ từ đối phương tản mát ra khí tức trên, hắn liền cảm thụ được, đối phương tuyệt đối là ngự trị trên mình cường giả. Thế mà, bàn tay này chủ nhân căn bản không hiểu ma thiên ly cầu xin tha thứ phủ xuống nháy mắt trực tiếp đem ma thiên ly tám cánh tay nổ nát ra sau đó trong khoảnh khắc liền tóm lấy ma thiên ly đầu cái kia đỉnh đầu kiên cố vô cùng sừng nhọn coi như trận băng diệt ra đau nhức vô cùng video đến đây là hết nếu bạn thấy hay nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha